Rồi xin chào các bạn nha. Mình hôm nay dẫn cho các bạn xem là mà mình nuôi hai cái gì, nuôi cái gì ở trong mấy cái xô này nha. Đây. Mình có hai cái xô này. Đây, đó, bạn thấy không? Đó mấy con dán. Đây là dán à. Mình nuôi cái này là mình nuôi dán đất nha các bạn. Đó bây giờ nó đẻ ra nhiều lắm. Mấy dán đất này cũng dễ nuôi lắm, nó đẻ dán con nè. Nó đẻ dán con nhiều lắm. Cái dán này á, ví dụ ai nuôi chim hay nuôi gà đồ, nuôi cá rồi á, mình nuôi cho chim gà cá rồi ăn. Nó cái thùng này mình để, mình không có cần chăm sóc vậy đó, mình để quần mưa quần nắng nè. Lâu lâu rồi thức ăn nào dư trái cây hay gì đó bỏ vô. Chẳng hạn như thế này thấy không, mình bỏ chuối vô nè, chuối khô nè. Rồi dừa, cà rốt, cải xanh, cải gì hư trong nhà mình bỏ vô cho nó ăn. Rồi bên qua bên đây thùng nè. Rồi vẫn còn. Nó vẫn còn với mẹ nó. Vẫn đắt à, vẫn đắt là lũi gì đắt dữ lắm. Mình bỏ vô cái thùng cái bắt đầu cái nè, thùng xô nè, thấy không? Mình đục mấy cái lỗ. Mình đục bên hông nè, đó, đục bên hông mấy cái lỗ cho thoáng khí rồi nó thở không, có nắp của nhà. Cái nắp mình đục. Đó, khi trời mưa á mình đậy lên vậy nè. À, nước mưa nó không có xuống. Nó xuống mấy cái này thôi, nó không có đổ mấy này, thấy không? Đó, bên đây cũng vậy nè. Đó, bên đây mình đục mấy cái lỗ nè. Cái thùng này cũng đục nè, đậy lại rồi xong. Cái này có gì mình bỏ vô, không có thôi cái người đó mình để vậy đó, nó tự nó để. Mình nuôi chim kiển hay cá kiển hay gà gì mình cho nó ăn, khổ công đi mua. Rồi chào các bạn nha.